bên Thái Chí Khang mến chào tất cả các bạn ha. Rồi hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem cái Kuta 93 các bạn ơi. Ồ, còn cắt mấy lam nữa là xong cái đất này rồi bạn, mình lại trễ ha. Rồi cũng đủ một clip cho các bạn xem các bạn. Máy này còn mới quá các bạn. Rồi mình lội ra ngoài mình quay cho các bạn xem ha. Đất lầy lội. Hỏi cắt đâu nữa? Trong đó luôn hả? Trong đó luôn rồi, qua kia cắt cái nơi luôn. Rồi qua mới đất vô cắt cái đây luôn nè. Không có tên gì? Hả? Thái Chí Khang. Bơm sớm sập trơn à. Không, chỗ có thả mấy nước cắt chứ. Ừ, nó không lúng. Đó, các bạn thấy chín bà chạy ghê hả các bạn? Chạy thoải mái luôn rồi. Phê luôn. Tới cậu lúa rồi đem qua cậu các bạn. Quá vào bự quá trời bự luôn. Vụ này mấy anh mới kéo khỏe ha các bạn. Mấy anh theo hư buộc bao mấy cực ha. Thì buộc rồi tới chỗ dục qua tiếp nữa. Mấy anh mới kéo chỉ đợi không à, đợi vô. Mấy kéo rồi khỏe không mấy anh buộc bao ha. Còn làm nó xong rồi quá chạy luôn.
Rồi một lam nó xong rồi bạn. Rồi xong rồi các bạn ơi, hẹn các bạn những video tiếp theo của mình ha. Rồi cảm ơn các bạn xem và theo dõi nha. Rồi hẹn các bạn những video tiếp theo của mình nha.